Có nhiều Phật tử người ta lợi, người ta nắm tay như Đức, nó nói trời ơi, cái tay mình ngày xưa cho chó liếm ấy còn chưa liếm, mà bây giờ có người nắm cũng mừng quá trời luôn. Có cái bà, cái bà nói dạ thưa thầy, con xin nắm tay thầy một cái được không? Nói được chứ. Có gì đâu mà không được. Tay này có gì đâu mà không được. Hồi xưa tôi ăn nhậu ngoài đời hư hỏng, té ạch ạch chó mà gặp mình nó chảy mắt dép. Chó mà còn mắt dép là biết. Tôi nói thiệt á, tôi nói hư quá. Bây giờ mình cảm ơn Phật Pháp, người ta nghe mình giảng Pháp, người ta thấy lợi ích quá, người ta mừng quá mừng. Ngoài đời người ta nói rằng cái câu rồi tay bắt mặt mừng, gặp nhau vui mừng quá cảm ơn, bắt tay cảm ơn, có gì đâu. Làm gì mày quý vậy? Tay tớ, tay thì gì? Tay thì gớm, nhưng mà tay tay cùi. Mà người ta bắt là mừng quá, nghe không? Nên người ta đòi bắt tay nó nè. Thấy chưa? Ok, tôi sống đơn giản vậy đó. Nói sao kệ, tôi cứ sống vậy những ngày tháng sống vui. Tôi thấy rằng 15 năm nay tôi đi tu càng vui. Tôi nói thật sự, xin thưa quý vị 100%, tôi nói tôi khổ khổ vậy đó. Quý vị nghĩ cái tính tôi ngoài đời khổ không? Tôi không có khổ đâu. Tôi ngoài đời tôi nói thiệt tôi không có giàu, nhưng mà nhiều người giàu chơi cái không bằng tôi. Tại vì tôi chơi sạch nhách luôn. Thằng giàu nó có dám chơi như tôi đâu. Nó chơi nó chừa không. Tôi chơi sạch nhách luôn. Con lần đi chơi mà thường hồi xưa bạn quần riêng ưa bạn quần đùi, đi chơi giữa chừng hết tiền lấy quần đùi, lấy quần riêng đi cầm luôn. Còn quần đùi sợ gì. Vậy đó mà sao tôi sống những ngày tháng cũng vui ghê. Tôi nói rằng con người sống sao mà tối ngày cứ nghi kỵ nhau hoài mệt thấy ghê. Có cái gì trong cuộc đời này mình lấy đi được đâu, sợ mệt quá. Nhưng Đức nói có phận cần gì lo. Nó không có đầu này, nó cũng có đầu khác. Nó thật sự 100% luôn đó quý vị. Chỉ cần quý vị nắm được Phật Pháp là quý vị sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa. Giống như những ngày tháng những Đức sống bây giờ, nó nói, nếu nói thật sự ra thì cũng vui, nhưng mà nói thiệt ra thì cũng cực. Cũng cực đầu óc quý vị. Cũng mệt chứ không phải không mệt. Tùm lum chuyện từ sáng tới giờ này. Nãy chưa tắm. Lên ngồi giảng Pháp mà Phật thông cảm. Bận quá chưa tắm. Thêm có bệnh hôi nách. Không biết gần mấy sư cô mới có hôi không? Có hôi không mấy sư cô? Mình tự nữa đó. Ngửi gì cho nó quen. Nên từ đó nó đã thương rồi thì có hôi nách nó cũng thương. Có cái bà kia, bà nói con thương chồng con lắm thầy, tại vì ảnh hôi nách. Nói sao kỳ vậy? Nói hư hờ ngửi quen, chỉ cần 3-4 ngày mà không nghe mùi đó chịu không nổi. Thấy ngộ không? Nên từ đó đó nó đã thương là nó thương rồi quý vị ơi. Nó lạ lắm, nói sao không thấy thương. Người niệm Phật nó có duyên. Bởi vì thấy những đứa có duyên đúng không? Đó, nên từ nơi đó có duyên là có tiền. Duyên với tiền nó cái bên. Còn vô duyên là đố mà có tiền. Tại có duyên là người ta thương, mà thương thì người ta mới đưa tiền. Có nhiều bà già mà bà lặng mấy chị vàng mà bà đưa. Hỏi vì sao bà đưa vàng tôi? Vì thầy có duyên. Nó thấy chưa? À thì ra là có duyên là có vàng hả cụ? À đúng, tại vì con thương thầy, cái gì con cũng đưa cho thầy. Con mà còn trẻ con đưa mạng luôn á. Còn giờ thôi con già con đưa mạng cho thầy để mà thầy giúp giùm con, lo cho con để con niệm Phật giảng sanh. Thấy chưa? Thì rõ ràng duyên tiền, duyên người, duyên đạo. À, cái duyên nó mới đến nghe. Còn vô duyên là bó tay, vô duyên là bye bye. Tại vô duyên là không có duyên. Mà không có duyên sao gặp? Không. Mà có duyên mà cũng phải có nợ. Mà cái nợ của chúng ta là cái nợ niệm Phật. Nên mình có duyên mình gặp, mình có nợ mình gặp nhau, mình ở đây mình cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. À, cái này đặc biệt đó.
Nên mấy anh em nhớ, chỉ cần nhiệt tình hết mình vì Tam Bảo, nhiệt tình hết mình vì con người, sống bằng cả trái chim. Nhớ, đừng có sống giả dối với lương tâm mình. Cái tòa án lương tâm mình sẽ hiểu cho con người thì ai cũng có sai. Nhưng mà có những cái mình làm được thì mình làm. Làm được mình làm. Chứ đừng có làm một con người sống những ngày tháng hàng mọn làm chi. Nhớ, chơi cái gì nói nhau một tiếng. Chứ đừng có mà gặp mặt cứ sau lưng. Sống vậy xạo lắm, giả dối lắm. Thấy không? Nó... nếu như mình đắp y lên kiểu đó còn ngại ngùng nữa. Con người sống vậy xã hội nó phế mình. Mình gặp những người người ta đặc biệt là nó xử lý mình. Tại sống không đúng lương tâm mình đâu. Sống thật lòng chứ. Đúng không? Những Đức nói con người ai cũng có cái sai. Nhưng những cái của người đàn ông mình làm được nên làm. Đó là phải có cái nghĩa khí của người đàn ông một chút xíu. Bản thân mình khi người ta dắt mình xong ta luyện mình, thì bản thân mình cũng đâu có chịu. Thì mình cũng đừng có dắt người ta để luyện người ta. Đến với nhau đừng có chi cầu vì danh lợi mà quên đi đạo làm người. Học đạo mà gì thì có học 1000 năm cũng không được gì, nó thật luôn. Tôi không biết nhiều, nhưng mà tôi nói thiệt, tôi đi đến chùa 15 năm hai ngôi chùa. 5 năm đầu tôi ở trên kia, tôi nói thật 100%, tôi rất nhiệt tình, hết lòng hết dạ luôn. Dù cực cỡ nào cực tôi nói gì nói, với tôi không bao giờ phản thầy. Thầy đưa tôi đi thì tôi đi. Tôi xuống đây cũng vậy, nhiệt tình hết mình. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ cái cơ ngơi của Hòa Thượng, mà là giao cho tôi. Tôi nói thật sự tôi làm được. Tôi sắp xếp cho mấy anh em làm được. Sau này mấy anh em cứ nuôi cái cụ già đi. Tại vì mình nghĩ rằng cuộc đời mình cha mẹ mất. Mình nghĩ rằng cha mẹ mình ngày xưa không biết Phật pháp, khổ quá trời. Bây giờ mình được cái duyên thương cái cụ già, mình lo cái cụ già mình thấy hạnh phúc ghê. Thấy cái này là quá hạnh phúc quý vị. Có duyên bao nhiêu người đi theo chung với mình. Đó là cái việc ý nghĩa đặc biệt mà bản thân mình phải nhìn nhận ý nghĩa của cuộc đời. Vì cuộc đời của người mình một ngày nào khi mình già yếu đi, mình chết đi, mình có làm gì được đâu. Bây giờ mình nuôi người già, mình nhìn đi nè, bao nhiêu người già trong cuộc đời hiện tại giờ muốn làm được. Bây giờ có những cụ ngồi xa lăn luôn ở ngoài kia. Bây giờ các cụ muốn làm không được đâu. Không lẽ mình đợi tới ngày đó sao các anh em? Nên cuộc đời của người mình đừng có gì thấy người ta làm được cái gì đó rồi mình chỉ biết ghét thôi, mà mình không chịu cố gắng để mình nhìn mình làm theo. Con người hơn con người chỉ ngay có cái người ta làm được cái đó lợi ích, mình học đi. Tôi nói thiệt, cả đời tôi chỉ ngu nhất có một cái là gì? Ai cái gì mà ngon là tôi lụm. Ngon là tôi lụm. Tôi nói thiệt luôn á. Tôi được như ngày hôm nay là tôi biết lụm. Thấy chưa? Tôi thấy phương pháp tu được rồi tôi lụm liền. Mà tôi thường nói là phương pháp tu này của thầy trên kia mà. Có giờ tôi nói tôi chế biến không? Không có đâu, tôi không cần. Miễn lợi ích chúng sanh của ai cũng được. Hay là tôi lấy. Tôi nói thiệt, của ai cũng được. Cứ người đó có cái danh đi. Tôi cần làm được lợi ích cho người ta, tôi làm. Không quan trọng những điều đó. Nó thật lòng luôn á. Mình sống vậy quý vị. Mấy anh em nghe những điều này, mấy anh em nhớ. Những cái gì hay cứ học đi. Cuộc đời Như Đức đi tu, mấy anh em thấy phương pháp tu này mà Như Đức làm nên sự nghiệp của đời tu. Mấy anh em biết bây giờ cái số lượng người mà học tập với Như Đức đông cái nào chưa? Rất là đông. Là từ phương pháp tu, từ cái tư tưởng sống đơn giản, nói chuyện đơn giản, bình dị. Những điều Như Đức nói đây quý vị hãy nhận thức đi. Người trẻ tuổi nên nhận thức đi. Để mình sống làm sao đời của mình ít gì nó cũng có ý nghĩa một chút. Chứ đừng có sống những ngày tháng mà như kẻ tiểu nhân. Trời ơi, bản thân con người mình đừng có sống làm kẻ tiểu nhân, nó khổ lắm. Người mà tối ngày chứ biết nhìn người ta hơn mình là ghét, là tức. Vì thì thua cả đời mình, ngóc đầu lên không nổi. Thí dụ như mình vô trường học đi, mình thấy người ta học giỏi hơn mình quá, mình ghét người ta. Thì đời mình sao học giỏi? Mình học dở nhưng mà mình thấy cái người nó học giỏi, mình tán thán nó, mình khen nó. Mình mừng giùm nó, nó hỏi, ủa mày học dở quá, mày ở lỡ lớp mà. Sao tao thấy mày mừng quá vậy? Thì tao ở lỡ lớp thì ở lại rồi, còn mày lên lớp thì tao mừng giùm mày. Vậy thôi. Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ tao buồn thì cũng ở lỡ lớp. Buồn thì cũng ở lỡ lớp rồi, bây giờ tao mừng giùm mày. Thì tao cũng có được cái mừng. Cái tâm đó nó sao này mình lãnh đạo cái thằng học giỏi này. Cái tư tưởng mình là lãnh đạo cái thằng học giỏi. Vì cái thằng học giỏi này nó chưa chắc được cái tâm như mình. Mà mình cái tâm mình mới lãnh đạo cái thằng học giỏi.
Thì tôi học dở thì tôi lãnh đạo thằng học giỏi đó. Vì sao tôi đưa tư tưởng cho nó sống, tôi mới lãnh đạo nó chứ. Cái bằng cấp kia chưa chắc lãnh đạo được con người, nhưng mà tư tưởng tư duy mới lãnh đạo được con người. Nên con người mình sống như bản thân nhận đức đi. Dù rèn luyện con người bây giờ, như tôi rèn giới hạn lắm. Tôi nói ngày xưa tôi cũng khó lắm, mấy anh em hỏi, mấy cô hỏi mấy anh em đây, phải ngày xưa tôi khó không? Tôi khó lắm á. Tôi đưa lên tiêu chuẩn cao lắm. Sau này tôi càng tu tôi thấy không, con người bây giờ cao quá tôi không được. Thôi đối với mấy anh em tôi hạ cấp luôn, đơn giản luôn, dễ luôn cho mấy anh em sống. Ngày xưa tôi thấy rồi, tôi khó lắm. Mà tôi thấy giết tôi hô quá trời. Ngày nào cũng khó quá, chữ người ta viết mặt. Gặp người ta, bà tử nói, gặp chào chú Hiền. Kỳ cục ghê, hô kinh khủng luôn. Mà giờ tôi thấy, ngày ngày tôi dễ tính, tôi hết hô. Vậy là được rồi. So sánh là mình chọn con đường thoải mái với ai vậy, chọn đường khổ chi. Hiểu không? Thật sự mình cũng khuôn, mình cũng làm đi, đang có kinh nghiệm. Nhưng mà sao từ từ mình giảng ra. Tại vì sao ai dạy gì đi buộc hoàng chứ cho bản thân mình khổ. Đâu phải mình độ người ta đâu mà tự người ta độ người ta mà. Phật nó tự đút đút mà đi. Bản thân mình cứ làm hết lương tâm mình thôi. Thương yêu giúp đỡ, nhưng mình phải dạy. Mình phải nói cho người ta nghe. Để người ta cảm được tình cảm con người mình, người ta sẽ tốt thôi. Tôi thấy rõ ràng tôi càng tu tôi càng dễ lại. Nên tất cả các anh em mà khi mà ai mà nói tôi này với tôi cái này kia, tôi nói thôi 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 không có quan trọng quá đâu. Mấy anh em mình cố gắng đi. Đó không? Là xong. Nên rèn cũng rèn vừa vừa thôi. Thấy không? Nó có giới hạn thời gian. Thầy Lý Bỉnh Nam học còn đa tư lên nắp nắp. Đúng không? Đến 10 năm là ra trường là để cho mày thoải mái một chút. Ít gì tao cũng xong tư tưởng với mày rồi. Anh em đi theo tôi gần cả chục năm rồi. Mấy anh em tôi đã nói lên hết rồi. Mấy anh em cứ làm đúng vậy là mấy em thành công. Cuộc đời tôi đi tu, tôi nói mấy anh em, tôi không có tiền riêng đó. Nên tôi mong rằng các anh em ở trong chùa cứ sống vậy đi, những đức có hẹp hòi đâu. Những đức nói thiệt, bên đây mà anh em những quan, những lăng, những trí cần cái gì nói phù hợp, tôi nói rẹt liền. Từ khi tôi hết tiền. Chứ sao bây giờ hết tiền thì chịu thua. Chứ sao bây giờ. Nên mấy anh em thấy rõ ràng không? Mà từ xưa giờ mấy anh em sống với nhà Đức, mấy anh em có thấy nhà Đức hết tiền không? Chưa từng thấy nhà Đức hết tiền luôn. Phật nói càng bố thí thì càng nhiều, mà sao mà hết tiền? Càng thuyết pháp càng thông minh, mấy anh em thấy tôi thông minh rõ ràng. Càng ngày càng thông minh lạ. Mấy ngộ không? Phật dạy đúng rồi, càng thuyết pháp càng thông minh, càng bố thí càng nhiều, tôi có tâm bố thí mà. Không sanh sức khỏe tôi thọ cái dài, tôi thấy tôi có sức khỏe dẻo dai. Giảng pháp nói hoài mà tiếng ầm ầm. Lại con âm ầm ầm đúng không? Là sức khỏe dẻo dai. Chứ sao? Đó. Vậy là được rồi đó. Nên từ nơi đó mà thật sự với các cụ già là những đức rất là thương các cụ nha. Thường khuyên mấy anh em là cứ các anh em làm việc này đi. Tại vì những đức nhờ các cụ mà thay đổi cuộc đời những đức. Chuyển nghiệp, tăng phước. Nhờ thương con người, nhờ có các cụ, thương các cụ. Mà mình được như ngày hôm nay. Không có các cụ mình không biết mình làm cái chuyện gì trong chùa này. Nên từ nơi đó mà nhờ có các cụ già, nên các anh em cứ làm ngay cái chỗ thương các cụ già đi. Tại vì tương lai mình cũng già. Mình thương người già là mình đang thương mình đó. Thương người già là đang thương mình. Những đức nói thiệt, Hòa Thượng ngày xây chùa mình rất cảm ơn Hòa Thượng. Mỗi người đều có một cái tâm cảm ơn Hòa Thượng xây chùa. Nhớ. Cũng nhờ có cơ ngơ này mà mình mới giúp chúng sanh được. Rồi bao nhiêu Phật tử được gì để tu là nhờ có ngôi chùa này. Thấy không? Nhờ Hòa Thượng xây chùa. Hãy nhớ. Những đức vẫn biết được cái cảm nhận của cái sự cảm ơn. Cảm nhận được sự cung kính. Không có bắt ép được quý vị. Người ta không cung kính mình, không cảm ơn mình, khó bắt ép lắm. Có khi mình có nói với người ta, kêu người ta cung kính cảm ơn, nhưng mà chỉ nói bằng cửa miệng thôi. Hãy để cho người ta phát từ tâm ta đi. Cái này là những đức có thời gian, những đức hiểu không? Không phải đơn giản cảm ơn và cung kính đâu quý vị à. Hãy có thời gian để cho người ta thời gian trải nghiệm. Có khi cuộc đời mình làm thầy người ta, mình la người ta vì người ta, nhưng người ta sẽ quán hận mình cứ chịu đi. Tại vì người ta chưa hiểu mà. Rồi một ngày nào tự nhiên người ta hiểu, người ta sẽ cung kính cảm ơn mình lắm. Cái sự giúp người nó có thời gian để tạo ra công đức. Cái công đức nó không phải là chưa chắc là nó có liền đâu. Nhưng mà cái âm đức là thời gian. Âm là có thời gian ấy. Nên con người để cảm ơn và biết ơn con người, cung kính con người, nó không dễ đâu quý vị à.
Bây giờ những đứa không cung kính người nào đó, kêu những đứa cung kính chỉ bằng cái miệng thôi, những đứa cảm thấy dối lòng mình lắm. Nên những đứa mong quý vị nên nhận thức. Ví dụ như các anh em đây khi làm việc, mấy anh em sẽ nhìn thấy khó khăn từ trên là hòa thượng kế là những đức, mấy anh em sẽ hiểu. Hiểu rồi thì tự nhiên có tâm cảm ơn và cung kính. Còn không cảm ơn cung kính thì cũng phải sống với nhau thôi. Nhưng mà đặc biệt nhất con người sống là đàn ông phải có nghĩa khí một chút. Ít gì cũng phải sống có một cái đạo đức của bậc nam nhi một chút. Thấy không? Đàn ông mà đừng có học ra tiểu nhân. Đừng có học tiểu nhân làm chi? Tiểu nhân nó kỳ dữ lắm. Những đức nó thật sự với quý vị. Không thích là không chơi. Thích thì chơi, không thích thì không chơi. Không thích mà chơi miễn cưỡng khổ lắm. Giống với nhau giống như xạo. Hai tên ngồi uống nước trà không thích nhau mà vẫn ngồi uống cũng hay. Tôi không uống được, nước trà này đắng lắm. Tại vì sao nó xạo quá. Còn nếu như ngồi lại nhau mà nói thẳng là tôi không thích bạn, bạn không thích tôi, để chúng ta cỡ mở nhau để mà thích nè. Và tôi muốn thích bạn nè, cỡ mở ra để cho tôi hiểu đi. Thì cái đó tôi có thể ngồi. Hiểu chưa? Tôi có thể ngồi. Mà ngồi mà để dối lòng với nhau, ngồi chi cho nó mệt thêm nữa. Con người nên có bản lãnh một chút. Tôi nói thật sự, tôi không có học gì nhiều đâu nghe. Mà tôi vô ngôi Tam Bảo, tôi làm, tôi nói thiệt. Mấy anh em hãy tự nhìn thấy đi. Tôi sống, tôi nói là tôi làm được đó. Mấy anh em thấy công nhận không? Bây giờ mấy anh em khỏi cần nói vòng vo, tôi nói tôi lại 2000 lại là tôi chơi thiệt á. Tôi nói thiệt á. Gục ngã tại chỗ, tôi lết bánh, tôi nằm tại chỗ thôi á. Đừng nói mà tôi bỏ cuộc mất công. Có những lần lễ viết Quan Âm mà những đức bệnh đau, những đức lê lết ra. Bao nhiêu lần mấy vị không thấy hả? Tôi có bỏ cuộc lần nào không? Mấy vị thấy tôi mà tổ chức mà cộng tu chủ nhật nghe. Gần cả chục năm như một ngày luôn, chưa có từng chủ nhật nào bỏ cuộc. Và lễ viết Quan Âm chưa một lần nào bỏ cuộc. Lần nào bỏ cuộc là quý vị biết rồi đó. Chết. Rõ ràng luôn. Có một lần lễ viết Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên những đức bị đau sống. Đau cực kỳ đau, những đức nói mấy anh em bữa đó xách hai cái dai dở lên dùng, còn cái miệng chơi cái miệng xương sống không nổi dở lên dùm luôn. Tới giờ qua giảng ầm xong xuống quỳ cái rầm, xương sống kêu rắc thôi xong. được tiếp tục lễ nhất tâm thanh lễ nam mô nhất tích văn trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát quỳ xuống rầm đau quá đau không? tiếp tục mư lại, xương sống tự nhiên giãn ra. Nó được rồi, tiếng quốc 500 lại sạch nhách. Ghê không? Mà trong khi á, quý vị biết rằng, biết sao á, nó đau giống như đau thận đâu gì á. Lại xuống có được, đưa cái mông lên chợ không à. Nó đau vậy đó, mà vậy mà nhà Đức đưa cái tay của phía sau cái mông như Đức nhặn. Trời ơi, biết mà. Đau hả con? Cho mày lòi thận luôn. Cho mày biết. Xong cuối cùng 500 danh hiệu hết trơn. Những đức nói con người mình sống trong cuộc đời này có những cái mình cũng phải gan một chút xíu. Nhưng những đức mong những con người mà những đức hướng dẫn ít gì sống phải có nghĩa khí một chút. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đừng có gì miếng ăn vặt chắc mà mình sống hèn mọn. Sống phải đúng đắn với lương tâm mình đi. Trong chùa mình đưa lên quy tắc tuyệt đối mấy anh em cứ làm đúng vậy đi. Là mấy anh em là trượng phu. Cái gì gặp những đức trên này hòa thượng xây chùa mình không dám gặp hòa thượng xin tiền rồi. Nhưng mà những đức ở đây có tiền làm hết mình. Cái gì mua cái gì lo cho Tam Bảo, thầy mua cái đó, nó hết tiền rồi, vậy bữa khác, bữa nay có tiền được rồi mua đi. Như hồi sáng mấy anh em nói cần 10 thùng rác thầy, như Đức nói 10 thùng rác để rác đúng không, được nè tiền này mua đi, bà già mới cúng 50 triệu. Chơi liền mà sao đâu, tiền là để xài mà, chứ tiền để dành chi, từ khi nhiều quá mới để dành, xài không hết. Đúng không? Xài hết thì xài hết cho rồi đi, cho xong. Khỏe ré. Hồi xưa mới xuống đây có tiền gì đâu cũng sống la rai. Bây giờ thì cũng được rồi. Mở da là biết. Đúng không? Đó, nên con người sống cái đặc biệt của mấy anh em. Đừng có bao giờ mà sống cái mặt bằng mà cái tâm này thiếu.
Tệ dữ lắm nghe không? Đừng có sống gì, tôi không bao giờ mà hướng dẫn người bên cạnh tôi vậy. Hãy sống đúng với lương tâm của mình đi. Tôi thì tôi sống nhiệt tình, tôi nói thiệt á, tôi sống nhiệt tình. Dù đời tôi có chuyển biến, tôi đi đâu tôi cũng sống như vậy đó. À, nên các cô trẻ nói, dạ thưa thầy, sau này lỡ có cái gì khổ đau thầy có bỏ chúng con không? Nói không có bỏ. Không có bỏ mấy người đâu, mấy người còn trẻ mà. Tôi dẫn mấy người theo có lời chứ không có lỗ. Nên từ nơi đó mình nói cho vui vậy, mà người ta cảm thấy yên tâm đi với mình, đồng hành với mình, thấy không? Còn mấy bà cụ già mình thương mấy bà, nhiệt tình hết mình. Nên cuộc đời những đức dù khổ cái nào cũng thích nuôi người già. Tại vì những đời những đức đứng lên được là từ người già mà ra. Nên những đức nói người tu cái tính nguyện nó sanh ra cái tính tâm, cái tính tâm nó sanh ra cái tính tính. Thấy không? Nên từ nơi đó con người mình cái từ cái tính tâm nó sanh ra nhiều thứ lắm. Nó sống cũng có chữ tính, sống có nghĩa khí, sống làm anh hùng. Không? Bây giờ đơn giản là người bình thường, quý vị thích làm anh hùng hay là thích làm tiểu nhân? Anh hùng. Chứ ai làm tiểu nhân làm gì? Hiểu không? Đó, nên những đức nói luyện con người phải luyện ra như vậy. Mình cảm thấy con người bên mình cũng yên tâm. Vì con người bên mình toàn là con người sống đặc biệt. Cuộc đời tôi dù cho ai có bỏ tôi chăng nữa, có phản tôi chăng nữa, tôi cũng thấy vui. Gì? Tôi chơi hết mình rồi. Với lương tâm tôi đòi hỏi tôi không cần đòi hỏi người khác. Tôi sống gì là được rồi đó. Như mấy anh em thấy không? Tôi có gì mấy anh em có cái nấy. Như chùa chiền bên đây mua đồ hết trơn luôn, đầy đủ hết luôn. Tôi không có nghĩ rằng mà thượng giao gì cho tôi. Nhưng mà tôi sống vậy đó. Chỉ cần sau này ai có duyên làm y gan vậy thôi. Vì người ta làm được rồi đó. Mình có làm được như người ta không? Người ta làm được mình làm theo đi. Trời ơi, gần 2.000 người mà ta nuôi còn gì nữa chợ. Cái gì nữa? Hiểu không? Nè, không có dễ kiếm thằng đệ tử gì đâu nghe. Giỡn đâu á. Thì tôi nói chuyện có những cái nó ngang. Mà tôi chơi là có nghĩa khí. Tôi có phản là tôi nói thiệt luôn. Cái gì không của tôi tuyệt đối tôi không giật. Tôi nói thiệt một câu luôn. Tôi không bao giờ thủ đoạn để giật cái gì của ai chứ. Ngày xưa ngoài đời nghèo, tôi nói tôi xấu vậy nghe. Tôi nói nhiều cái tệ tôi, tại vì có nhiều người tệ quá tôi nói như vậy để bắt cầu cho người ta bước lên đó. Tôi nói thật sự một nói, mấy người suy nghĩ kỹ đi. 11 năm mà làm một nơi, quý vị nghĩ con người đó tâm tính làm sao? 11 năm chờ làm đúng một nơi. Đi làm xong đi tu tới bây giờ mà chủ vẫn còn tới lui chùa hoài. Anh em đi làm chung vẫn còn tới đây thăm. Vì con người đã sống ngày xưa ngoài đời có tệ không? 11 năm cho thành phố, bao nhiêu sự cám dỗ, bao nhiêu người ta rủ rê đi làm chỗ này chỗ kia, mà vẫn làm một chỗ không bao giờ thay đổi. Tới khi đi tu, tôi cực cỡ nào cực tôi, từ khi người ta đưa tôi đi, tôi tuyệt đối không bỏ người ta mà. Mình sống như vậy người ta theo mình ta cũng yên tâm nữa. Vì tôi không bỏ ai hết á. Đời mình có được cái gì đâu mà bỏ người ta. Một ngày nào mình chết ra bả bỏ người ta làm gì? Con người sẽ làm Phật, mình bỏ Phật hả? Người ta tương lai làm Phật đó. Nên mấy anh em nhớ cuộc đời của người mấy chục năm ngắn ngủi, nên những đức nắm bắt cơ hội. Mà khi làm được, kỳ này lễ viết Quan Âm Bồ Tát thấy không? 4 ngày 19 tháng 9 4 ngày làm được làm luôn đi, hiểu không? Vu Lan 3 ngày nè, Trung Thu 3 ngày này, mới nít vô tay quá trời. Cái thằng trai đằng này dễ thương lắm nghe, ta mua cho người cái gói ôm rồi đó. Để mai nhà Đức qua lì xì cho mấy thằng trai. Kệ nó. Dù không có bao nhiêu tiền đâu các con, nhưng mà nó là tấm lòng. Kệ nít mà quý vị. Con nít mà như ngày xưa mà ai mà cho tôi cái gì. Ngày xưa tôi thèm chuối lắm. Mà nhà tôi không có chuối ăn. Vậy mà có cái chú kia cho tôi nãy chuối. Vậy mà tôi nhớ tới giờ. Hồi xưa ba nhà Đức ông tản cư,
ở trên Campuchia, nhà Thường Phước một gần Campuchia, trên càng tản cư xuống khổ quá. Đi đến nhà của ông bác ba, ông bác ba ông có cái chuồng bò, ông nói nhà giờ con cái vậy mà không có chỗ ở, thôi dọn cái chuồng bò là ở đỡ đi. Vậy mà ba những đứa ông cứ ngồi ông nhắc hoài, sau này ông nhắc. Rồi nhà chú Út thì ông cho mượn đất các nhà ở đậu người ta. Ông nói là từ xưa mình mới xuống đây khổ, bác ba ông cho mượn chuồng bò. Rồi con cái lúc nhúc len nhen ở, nhưng mà cả đời phải nhớ ơn bác ba nghe con. Ba những đứa cũng nói một câu gì, ông tiên không có tu nhiều, ông nói một câu vậy đó. Ảnh hưởng từ cha mình, cuộc đời con người sống cũng phải có ơn có nghĩa. Chứ tôi không đến nổi, tôi hư gì hư, tôi không đến nổi tệ mà làm một kẻ tiểu nhân. Tôi chưa bao giờ cái chuyện mà sống bằng mặt với người khác mà chọt sau lưng. Tôi thấy con người sống gì nó tệ quá. Nếu như mình học đạo mà vậy là thua quý vị. Tối ngày đi chăm thọt hoài không có đặc biệt gì đâu. Nếu như bên cạnh mình mà đệ tử nhiều vậy tôi cảm thấy buồn. Buồn vô cùng. Thật sự mà nói. Nó biết rằng cỏ nó cũng hỗ trợ cho lúa. Vì có lúa thì có cỏ. Nhưng mà nếu cần thiết thì cũng nên nhổ cỏ để cho lúa phát triển. Hiểu không? Tôi là nhổ cỏ đó. Lạng hoàng sống bên cạnh tôi mà trở ngại người làm được việc là tôi nhổ cỏ đó. Vì tôi nhổ cỏ cho lúa này phát triển. Cũng để cho nó rèn cỏ, nó rèn lúa để coi tao ép mày, coi mày sống nổi không. Nhưng đến lúc tao phải nhổ mày để cho lúa phát luôn. Vì tao thấy sự sinh tồn của cọng lúa này mạnh nè. Hiểu chưa? Đó. Nên con người sống mấy anh em phải nhớ, hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Dù tôi sống làm sao không biết, nhưng mà tôi thấy bây giờ tôi bước về tỉnh Thất Quan Âm ai cũng quý mừng tôi thấy ghê. Chòm sớm ai cũng thương. Tôi thấy rằng bao nhiêu người tôi đi bây giờ gặp tôi chú Hiền, chú Hiền. À, tôi thấy vậy là con người sống như là đặc biệt. Tôi vui nhất là lối sống như vậy. Tôi không thích tôi cao xa gì, để cho cảm thấy rằng mình là một đỉnh cao gì đó. Tôi không cần vô đó. Nên nhà Đức nói với các anh em, học đạo, nhập đời đều được hết chứ. Cái đạo Phật nó không phải chỉ nằm ở trong Phật giáo không đâu, mà đạo Phật nó nằm trong cái cuộc sống nhân sinh. Con người mình cảnh viên nào tu cảnh viên nấy. Có chùa to thì tu chùa to, có chùa nhỏ thì tu chùa nhỏ, không có chùa thì có nhà, chứ không lẽ không có nhà. Con người thì đều sinh tồn mà. Cái sức sống sinh tồn của con người không bao giờ diệt mình đâu. Nên yên tâm. Nên tất cả con người khi nghe những bài học này nhớ, dù nghèo mà sống vui còn hơn giàu mà sống khổ. Nghèo mà anh em đoàn kết còn hơn giàu mà anh em đấu đá nhau. Mình làm cha làm mẹ mình phải dàn xếp cái chuyện con mình nó đấu đá nhau. Tôi nói thiệt, tôi tuy không có gì đâu, nhưng mà thử anh em bên cạnh tôi đi theo tôi mà thử mà đụng chạm đi, tôi nhất định tôi phải đứng ra tôi xử lý cho bằng được. Không bao giờ tôi để cái tình trạng này xảy ra. Coi đi hỏi phải đúng không. Anh em sống trong chùa dù cỡ nào cũng không có đến nỗi gì đâu. Không có sống như vậy được. Anh em cỡ nào tôi phải tìm cách làm sao để cho nó hàn gắn lại. Không có để cho nó vậy được. Nó đạo Phật nó thành thụ đặc biệt được là do gì? Đoàn kết. Sự đoàn kết nó đặc biệt. Chùa mình mà anh em mà được gì nè, phát triển gì nè, là do gì? Mấy anh em đoàn kết nhau đó. Làm những đức thấy rõ ràng luôn. Lễ lọc làm cực lực, làm xong rồi người ta lại hết trơn, đi xếp từng cái mền cái gối, xếp mũ rồi gọn hơ, sáng mai sạch bóng hết trơn. Làm sống vậy còn gì nữa. Thời cuộc này mà thanh niên vậy thì đi tìm đâu ra. Nên tôi nói rằng lễ lọc mua đồ ăn cho họ ăn thoải mái thì tôi không có lo cái chuyện mà ăn nhiều ít gì đâu. Họ thèm thì cho họ ăn đi. Họ đâu có tiền bạc giữ trong túi đâu. Anh em trong chùa mình thấy không? Rõ ràng không? Có bao giờ mà xè tay xin ai ăn cắt gì không? Có bao giờ mà đi nhận tiền của ai không? Họ bây giờ chỉ có cái ăn sống rồi họ tu. Họ lo cho mọi người. Còn ăn còn không cho ăn nữa làm sao? Tôi nói thiệt, đối với mấy anh em thèm cái gì mấy anh em cứ mua ăn đi.
đừng có ăn thịt chó thôi. Hết tiền cứ lấy tiền, còn tôi hết tiền tôi in. Tôi thật sự tôi sống hết lòng, tôi nói thiệt luôn á. Nên tôi thấy tình anh em tôi nhìn ra hết trơn, nó thiệt luôn. Ở đây cái gì là anh em nhào vô làm tất cả các điểm, nhưng có khi làm xong mình còn bị la, nhưng mà xong mình cũng đi làm. Nhìn từ đó tôi thương anh em, tôi nói thiệt, tu hành là phải có sự chịu đựng. Sự chịu đựng là thành tựu với chính mình, nhưng có người chịu đựng với cái góc độ trí tuệ, nhìn ra được một phương hướng thành công, chứ không phải là chịu đựng để ngu si, không phải đâu. Nên trong nhà Phật mới có câu đại hùng đại lực mới đại từ bi. Cái hùng lực kia là nó mạnh đó quý vị. Hùng lực là mạnh đó, không có giỡn đâu. Nên đối với tính tình của những đức, đừng có ai mà ép những đức quá. Ngày xưa khi mà tướng quân mà đi đánh chặn, khi đánh thắng rồi, nếu thấy rằng là cần tiến để diệt vong thì tiến, nhưng mà thấy cái mồi tiến diệt vong có được thì đừng có tiến. Thắng rồi trở về đi. Vì sao? Vì mình dồn nó vào đường cùng, lúc đó nó trở thành một con người liều mạng, ghê lắm. Người liều mạng nó ghê lắm. Nên đối với con người đừng có ép người ta quá. Giống như mình sống với người anh em nhau, anh em người ta vô chùa tu, giúp được người ta phải tìm cách mọi cách để giúp người ta, đừng có ép người ta. Dù cho người ta hư, người ta đi rồi, lâu lâu ta trở lại cho người ta ở đi, nhưng tiếp tục gầy dựng, hư nữa, sắp xếp nữa, xong họ đi, tiếp tục, lâu lâu trở lại cho nữa. Cả đời cứ cho người ta cơ hội gì, như cái nhăn của mình mà cả đời mình sẽ được cơ hội. Anh em hãy nhớ lời nhà Đức nhắc. Tôi nói trước Tam Bảo, từ xưa tới giờ tôi chưa từng một người nào mà ra khỏi chùa mà chửi tôi mà tôi không nhận. Từ xưa tới giờ bao nhiêu người chửi tôi đi, xong họ về tôi đều nhận hết. Tổng cộng cuộc đời tôi giúp cho 5 bà già chửi tôi, và cuối cùng Ginh Băng Ca vô đây tôi hộ niệm được 5 bà. 100% luôn, 5 bà là chửi tôi, te tôi, tả tơ. Xong rồi Ginh Băng Ca vô đây tôi tiếp tục hộ niệm luôn. Tôi cảm thấy mừng khi cuộc đời mình có thể làm được điều đó. Cái lối sống như vậy làm cho người ta tin tưởng mình lắm mấy anh em à. Nên sống như vậy đi, không có thiệt thòi đâu. Không có thiệt thòi đâu. Nên những đức nói, mình sống với nhau hiểu nhau. Nên những đức nói, thí dụ như bây giờ đi, chùa mình mấy anh em thấy mỗi tuần thứ bảy không? Mấy anh em hãy tư duy đi. Thì mấy anh em thấy mấy anh em có phước. Hãy tư duy đi, có phước. Cuộc đời người tu hành, đặc biệt nhất của mình là người tu hành, mà người ta nói được mình mà mình nhìn nhận lại. Nói được mình mà nhìn nhận mới hay, còn không cho người ta nói mình luôn. Bây giờ mấy anh em đắp cái y vàng này, tôi nói mấy anh em nó không được, nói người ta là có tội. Ủa, mấy anh em là cái y vàng này mấy anh em còn lỗi không? Còn lỗi mà, nhưng mà nói với một cái góc độ nào á, để xây dựng, hiểu chưa? Chứ nói một cái tính nói mà gọi là nói toàn là sống hèn mọn thì thôi nói làm chi. Nói bằng cái góc độ người ta xây dựng giùm cho mình thì cảm ơn người ta, chứ không phải là không nói được. Điều nói được, nói để cho mình sửa. Còn người ta phế mình, người ta không nói luôn thì khổ quá. Nói cái là không được là khổ quá. Nên những đức nói, mấy anh em hãy nhìn mỗi tuần thứ bảy đi, quan sát một chút thì mấy anh em sẽ thấy ra rộng vô cùng, đúng không? Nó cũng như mấy anh em đó. Từ nơi đó nhìn ra sẽ thấy. Nên đó là cái mà bản thân của mình nhìn nhận. Tại sao mỗi tuần tôi dặn bồi dưỡng? Vì tôi nghĩ con người bữa nay gì mai khác. Như năm xưa tôi nhậu nhẹt, bây giờ tôi gì tôi cũng không ngờ, không ngờ đó. Nên từ nơi đó mà thôi, con người bồi dưỡng cho con người, nên lễ lọc tớ cực lực đại chúng, ai cũng nhiệt tình, một bà già lết bánh cũng lụm rác, phải như vậy đó. Chén cơm chúng ta cầm ăn lên là nhờ ơn chúng sanh. Bây giờ cơ hội chúng sanh gì à? Chống gậy cũng đi lụm rác nữa. Chống gậy cũng đi lụm hộp cơm. Người ta ăn người ta bỏ phế nữa. Ai cũng là người cực lực để cùng chung tay với nhau. Cái tâm đó đó, cái phước báo xài sao hết. Đoàn kết là thành công. Đoàn kết là thành công. Gọi là Bác Hồ nghe nói là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đoàn kết đại thì thành công đại. Đoàn kết tiểu thì thành công tiểu. Chỉ cần có tâm đoàn kết là thành công.
nhiệt tình, ai cũng là có cái tâm đó chứ. Khi làm việc cực lực hết mình mà cùng chúng ta, người trên bố trí ra là làm y rang. Thằng gì thì thành công biết bao nhiêu nói. Tối lễ xong rồi là dọn sạch, bên chùa nào cũng vậy, cứ gì mà làm tới 2-3 giờ khuya cũng làm. Sáng mấy anh em nằm nghỉ đi, làm xong rồi chùa sạch bóng mấy anh em nghỉ đi. Một bu bánh trái để trên phòng đầy đủ hết trơn, lúc nào làm việc cũng ăn uống đầy đủ. Xe chạy mà không đủ xăng sao chạy? Xe chạy phải đủ xăng, còn phải chăm nhớt. Nên từ nơi đó phải lo vậy đó. Nên bên kia thì cô Liên Thanh mua đồ đạc giao cho những lăng rồi bố trí cho mấy anh em phòng ốc. Bên đây thì những quan, cô Châu mua đồ đạc ban bệ làm việc. Nên từ nơi đó còn cái bữa mà 20 lễ Quan Âm thì có gì những đức kia mua bánh để cho toàn chúng lên được lại. Lại xong phát bánh ăn, cái bánh uống nước đi về ngủ. Mùa lễ Quan Âm mình cũng được lễ, ít gì cũng được lễ ngày. Kết luận, còn mấy ngày kia phục vụ nhiệt tình ta đi. Nó thí dụ như ở bên đây lại thì bên kia những lăng những chí lại. Nó còn hai bên kia thì những lăng những chí nhiệt tình hết mình mà coi việc. Cứ coi việc đi vòng 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 coi cho ta lại đi. Làm Bồ Tát coi thôi. Rồi xong hai ngày xong bên kia lại thì mấy anh em bên đây lại. Có nghĩa là cứ như vậy mà làm. Vậy thì đặc biệt quá, để cho những đức lại cho mấy anh em đi vòng vòng coi. Coi những đức có xỉu gì không, nhảy gì không. Vậy là được rồi. Hỗ trợ bên ngoài giùm tôi đi. Chứ lo bên ngoài cho Phật tử người ta lại đồ đàng hoàng, coi niệm đồ đứng xung quanh đồ coi. Con nít la đồ giỡn hết được không? Dọn mấy đứa nít để cho người ta lễ cho đàng hoàng. Mình chỉ cần bảo vệ vậy đó, với đồ đạc người ta đồ ngó nhìn đồ coi người ta bị móc túi rồi. Có mình người ta sợ. Cứ bảo vệ người ta nhiệt tình bằng cả trái tim đi. Đúng không? Để Nhân Đức ở trong xử lý cho. Ngày 17 buổi sáng có mấy ca sĩ nổi tiếng lỡ hát. Nhân Đức giảng pháp xong lỡ hát. Cái gì ca sĩ gì, có thêm ca sĩ gì Hồng Thái gì á. Nó cũng nổi tiếng lắm, nghe hát hay lắm á. Gì? Dương Ngọc Thái vậy đó. Tôi ca sĩ tên tôi không biết mà mặt tôi biết. Hát cũng hay á. Với Hoa hậu Kim Tho. Với em trai Phú Quý cũng ca nhạc hay lắm á, toàn là những dân ca đặc biệt không á. Lỡ hát rồi cắm hoa gì cắm hoa, nhưng mà người ta sẽ cúng cặp đèn đặc biệt lắm á. Cặp đèn đó mà nghe nói 40 triệu. Đèn rất đẹp. Mà rất nhiều Phật tử ta biết, bữa đó giảng chủ nhật người ta biết. Nhiều người muốn đặt cặp đèn đó mà để nhà bàn thờ cũng đẹp. Cực kỳ đẹp luôn bàn thờ. Nghĩa là quá sang trọng luôn. Cặp đèn 40 triệu mà giảm 50%. Đấy, 20 triệu. Thì riêng đưa cho chùa chiền là bớt 50%. Nó thấy thôi kệ đi, người ta dân cũng công ty xí nghiệp lớn, nhưng mà người ta hát ca. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là kết duyên được một dàn ca sĩ nữa. Ca sĩ Nhưng mà đến chùa mình là điều Nhân Đức giảng pháp xong mới hát gì hát một chút. Thôi kệ, ở miền quê đồ ta lên, khi ca sĩ hát ta cũng phải. Sao? Tối lại thì mình lại Quan Âm chứ không có hát ca gì đâu. Bữa tối là lại Quan Âm, chỉ có một bữa 17 đó thôi. Buổi sáng Phật tử tranh thủ đến. Rồi tới khiếm thị thì Nhân Đức cho họ hát cho người mù nghe. Người mù mà Hoa hậu hát cho nghe là cũng xịn sò lắm á. Thấy không? Kệ đi. Vậy là quá được rồi. Đó, nên mấy anh em thấy không, mình đi tu mà mình gì cũng đặc biệt. Chứ mình ngoài đời ngày xưa sao mình được gần ca sĩ. Mà gì mà mình niệm Phật không, mà tôi nói cái này thật lòng. Tôi niệm Phật không mà bữa đó Hoa hậu Kim Tho mà gặp tôi mà. Không, thấy vậy là cũng dữ lắm rồi đó. Thầy, con nhìn thầy cái đó. Từ những ngày xưa ngoài đời đố mà ai mà để ý tới mình, đúng không? Vì mà mình nhờ niệm Phật, nhờ ơn đức của Phật, nên quý vị phải niệm Phật. Tại vì mình mà bỏ câu Phật hiệu là cuộc đời đi đến thế gian này vô nghĩa lắm.
Mà người mà không niệm Phật là nó cũng nó sống nó không có gì đặc biệt đâu. Con người có hư gì hư mà chỉ cần chân thật niệm Phật là tốt mà. Ít gì nó cũng có đạo đức, không có tệ đâu. Mấy anh em trong chùa nó đâu có tệ. Nhiệt tình hết mình về Tam Bảo. Nam nhi trẻ trẻ không, cũng đẹp trai không, đâu có xấu. Các cụ thấy chùa mình mấy chú có xấu không cụ? Vỗ tay nghĩa là xấu đó hả? Nói dụ như bây giờ quý vị coi như những Chí đồ, những Đại đồ, những Lan, những Lăng, những A, những Thịnh đồ, quý vị coi trời tướng này mà ngoài đời cũng được lắm chứ không tệ đâu nghe. Đẹp trai, những quan đồ cao ráo nè, tướng giống ngày Hư Văn đồ ha, cao ráo, rồi những Tịnh đồ ha, những Thiện đồ, thấy chưa, những Độ đồ, vậy mà ta vô rửa nhà vệ sinh kịch liệt luôn, thấy chưa. Còn ở đây vàng cư sĩ đồ, anh em đồ mới xuất gia, thấy chưa, vì thấy toàn là tướng phong độ không á. Vậy mà vô đây nuôi người già, đem cái tuổi trẻ hy sinh tuổi trẻ. Hiểu không, xứng đáng luôn. Nó đó là cái điều mà mấy anh em nên chọn một phương hướng. Con người sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Đã chọn lựa được rồi, cố gắng mà làm cho bằng được, nhiệt tình hết mình. Mà có duyên con người mà rủ người ta về đông gì, cơ hội mấy anh em phục vụ chúng sanh, cứ hết lòng mà làm đi. Đó, đó là điều tốt lắm. Nên mong rằng người thường trụ hàng Phật tử khắp nơi về đây, quý vị về ai cũng là người mở cái tâm Bồ Tát ra. Chùa quá đông người về, nên chỗ ăn chỗ ở dù là mình hết lòng mình sắp xếp, nhưng mà nó vẫn có cái bị thiếu thốn. Giờ cõi này mà sao đủ như Cực Lạc, muốn đủ thì như Cực Lạc á. Còn ở đây thì nhất định phải thiếu, ở đây nhất định phải có sự đụng chạm. Mình mang cái tâm Bồ Tát tha thứ hết. Có những Phật tử ở miền ngoài, họ gặp những đức, họ nói rằng là chúng con ngoài đó không có ban hộ niệm. Rồi chùa tu Tịnh Độ ít quá. Con sợ khi niệm Phật mà cuối đời không có ai hộ niệm, sợ không giảng sanh. Thì những đức mới có buổi học tập này là nếu như tín nguyện mà kiên cố, dù ở nơi nào cũng có thể giảng sanh được. Giống có cô này ngoài Phú Yên. Cô ngoài Phú Yên, cô bị bệnh ung thư, mà cùng thời với cô ung thư là chết hết. Cô sống thêm 10 năm nữa. Cô nghe mình chia sẻ Phật pháp, cô chân thật niệm Phật ở ngoài miền ngoài Phú Yên. Thì cái lần lễ viết Quan Âm 2000 lại, cô vô cô lại. Cô lại hết 2000 lại luôn. Vì tin rằng là cô lại xong 2000 lại xong, cô vô phòng hộ niệm cô nằm luôn. Trong khi cô lại được 2000 lại ngon lành luôn á, vô phòng hộ niệm nằm. Nói ủa chỗ này không phải chỗ nghỉ đâu cô, qua phòng đi. Nói không, tôi nằm trong phòng hộ niệm này, nhờ nhà chùa hộ niệm đưa tôi đi. Quý vị biết rằng là cũng kinh ngạc ấy. Sáng mai cô còn mấy chỉ vàng với mấy triệu đưa thầy Nhân An La gửi cho thầy Đức giùm. Nói cảm ơn thầy, nghe thầy giảng suốt 7-8 năm mà tín nguyện niệm Phật, ung thư cùng thời nhiều người mắc hết, giờ còn sống tới ngày nay cũng là quá tốt. Nói với thầy có chút ít tiền bạc này, nhờ thầy làm Phật sự giùm, rồi khi tôi mắc đi nhờ thầy lo giùm cho tôi. Thì biết rằng là tang phục này kia bà chuẩn bị cho con cái bà hết luôn. Iran cái bà cụ mà bà Thuận Tình Không giảng mà kể cũng vậy luôn. Rõ ràng tín nguyện niệm Phật thì dù ở nơi đâu mình chỉ cần có tín nguyện niệm Phật, tự Phật sẽ điều chỉnh mình, sẽ đi đến nơi mà người ta giúp mình. Thấy rõ chưa? Còn cái người mà ở trong chùa mà tín nguyện không kiên cố, khi cặn tử nghiệp nó khiến mình phải đi ra khỏi chùa, đi đến nơi khác chết. Còn cái người tuy là người ta xa chùa, nhưng người ta lại nghe, người ta chân thật hành trì, cố gắng tu, thì tuy người ta xa chùa nhưng mà cái nguyện của Phật vẫn chuyển người ta đến chùa để cho mình giúp. Là rõ ràng những giúp bà cô đó là bà không phải thường trụ chùa gì đâu, mà bà lại 2000 lại Quan Âm xong là bà vô phòng hộ niệm mới nằm luôn. Rồi bữa sau bà yếu, rồi xong bà đưa mấy chỉ vàng mấy triệu, xong rồi bà yếu yếu rồi niệm Phật đưa tiền bà đi luôn.
hậu sự trong chùa Iran. Người ta đặc biệt không? Tôi tin. Nên mình bây giờ mình nghe đạo, mình tu rồi, mình đừng có bao giờ mà mình nghĩ bây giờ mình niệm Phật mỗi ngày có những người ta dọa mình, nào là bây giờ mình không đến nơi người ta sẽ không phụ mình bày. Mình tin Phật, hoàn toàn tin vào Phật, mình đem Phật Pháp mình áp dụng vào cái cuộc đời của mình, sống cho thật biệt, đặc biệt tốt đi. Người xuất gia sống tốt, người xuất gia cư sĩ sống tốt của cư sĩ, không? Già sống tốt già, trẻ sống tốt trẻ, bầu sống tốt bầu, mà bê đê sống tốt bê đê. Hạng người nào sống tốt hạng người nấy đi, hiểu không? Đó, vậy thì quá đặc biệt. Quý vị biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc trước giảng thuyết, ngài nói một câu: thầy Lý Vĩnh Nam là cư sĩ, nhưng đệ tử của thầy Lý Vĩnh Nam xuất gia cũng không ít. Hòa Thượng Tịnh Không cũng là người xuất gia, đệ tử thầy Lý Vĩnh Nam. Mà thầy Lý Vĩnh Nam một cấp ở Đài Trung, người mà quy y và theo học tập và tu hành cùng với thầy Lý Vĩnh Nam là Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói là mấy trăm ngàn người, một vị cư sĩ. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói là cuộc đời của thầy Lý Vĩnh Nam là, ngài nói ngài điếm phỏng phỏng cái người mà thầy Lý Vĩnh Nam giúp cho niệm Phật giảng sanh là phỏng phỏng khoảng 500 người. Đây là chính là Hòa Thượng Không giảng luôn á. 500 người, kinh chưa? Cư sĩ mà lại quy tắc đặc biệt lắm kìa. Khi mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là đi đến học giáo với thầy Lý Vĩnh Nam. Thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng lúc trước tôi, ông học như vị thầy đó tôi không chấp nhận. Dạy sao không biết nhưng mà tôi không chấp nhận. Nếu ta đi đến học với tôi là phải hoàn toàn nghe lời tôi. Mấy cái cô mà đứng ở ngoài đó, tuốt ngoài đó đi vô đại trong đây ngồi đây nè con. Vô đây thí, ngồi chen chen vô đại đi. Những gì ông học các vị thầy đó tôi không chấp nhận. Dạy sao không biết mà tôi không chấp nhận đó. Khi ông đến học với tôi là hoàn toàn phải nghe lời tôi. Sách nào tôi cho ông đọc thì ông đọc, sách nào không cho đọc thì không được đọc. Ai giảng pháp tôi cho nghe thì được nghe, không cho nghe thì không được nghe. Nếu chịu thì học, không chịu đi chỗ khác. Ghê không? Và tôi Tịnh Không nói rằng là nghe cái khẩu khí nói chuyện giống như xem chờ bằng dung. Nhưng mà nghe nói vị này là thật tu, được 100% đã chấp nhận là nghe lời. Chấp nhận là nghe lời. Sách vở của tôi Tịnh Không rất nhiều, đi đâu là sách vở rất nhiều, sách quý luôn ở thời đó. Sách là những quyển sách quý luôn, người ta không có, ngày có. Vì mà ngày đem sách ngày cúng dường vào ở trong cái hoa tạng hết luôn, để cho người ta đọc hết luôn, cúng dường hết, tặng hết. Xong rồi y giáo phụng hành chân thật 100% luôn. 3 tháng sau, Hòa Thượng Tịnh Không rồi nói không ngờ đặc biệt thiệt, cái cách dạy này kinh thiệt chứ. 3 tháng sau những cái gì mà lúc trước đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, không hiểu, vì sao tự nhiên đóng lên hết trơn tự nhiên hiểu? Còn ngày xưa đọc hoài không hiểu, giờ đóng lên hết trơn hiểu. Nghĩa là thầy Lý Vĩnh Nam thầy đóng lên hết luôn để phát sinh trí tuệ. Tại vì ông đọc nhiều nghe nhiều mà ông không hiểu, thì vậy thì ông càng nạp vô thêm thì nó càng loạn. Thì bây giờ đóng ông lợn hết trơn hoàn toàn, mà tại vì nó gieo thẳng vào cái a lại gia thức của ông hết rồi. Bây giờ chỉ cần ông phát sinh trí tuệ thôi thì tất cả sở học kêu của ông sẽ phát ra, ông nói dòng do chứ. Nên cái cách dạy này đặc biệt, có nghĩa là đóng là một phát. 3 tháng sau ông nói tự nhiên đầu óc mình nó thông minh lạ thường, không nghe không thấy không biết mà thông minh quá trời luôn. Thì thấy cách dạy này đặc biệt, đó là chấp nhận 100% nghe lời, không nói dòng do chứ, nghe lời. Mà thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng là cái khả năng dạy của tôi dạy ông 5 năm, dạy ông 5 năm. Qua 5 năm sau tôi giới thiệu ông người khác. Và tự tin không học 5 năm quỳ xuống trước thầy Lý Vĩnh Nam, cho con xin thêm 5 năm theo cái quy trình này là 10 năm. Rèn được cái nền móng 10 năm. Mà trong khi mà Hòa Thượng Không ngày học với là thầy Phương Đông Mỹ là triết học gia giỏi, rồi chương gia đại sư là một bậc lãnh tụ Phật giáo. Vì nghĩ đi, học toàn là những bậc cao thủ không, mà gặp thầy Lý Vĩnh Nam là cư sĩ, là tâm phục khẩu phục. Rèn luyện Hòa Thượng Tịnh Không thành tựu. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng là nếu như không có thầy Lý Vĩnh Nam rèn luyện là khó có ngài. Khi mà ngài học tập với thầy Lý Vĩnh Nam, khi mà ngài ra trường rồi đó nghe, có một cái người nọ, người ta cúng dường cho một căn nhà trên núi mát mẻ ngon lành,
cho ngày nhập thất ngày tu. Về đảnh lễ thầy Lý Bình Nam xin là có người ta cúng dường con một căn nhà, mà này là con xin mượn dùng chứ không phải là nhận luôn, để mà nhập thất tu. Thầy Lý Bình Nam gây cho một chặt. Khả năng ông khả năng gì mà nhập thất? Ông là ai mà nhập thất? Ông biết cái người nhập thất là người nào không? Là người ta đã thành tựu rồi, người ta nhập thất để cho người có trí tuệ biết người này thành tựu rồi, đến để khuyến thỉnh giảng kinh thuyết pháp. Còn ông chưa đạt gì hết, ông phải phục vụ chúng sanh, phải tu căn bản trí, chứ làm sao mà ông đi nhào vô đó ông ngồi được? Ông tưởng đâu vô đó ngồi là nó tịnh hả? Nó không tịnh đâu, nó càng bung ông ra thêm nữa. Vì ông vô ông ngồi thì tịnh, mà ông bước ra thì nó loạn. Giết lâu ngày ông sợ người luôn, thì ông mới tiêu cái tâm tu của ông. Bây giờ ông phải chăng thật phục vụ chúng sanh, tu phước duyên cho về. Cứ như vậy mà tu, tu cùng với con người. Thấy không? Đó là những đức nghe đại lão Hòa Thượng không giảng kể chuyện đó, nhưng mình nghe mình kể lại. Nên á, vậy thấy người ta là một vị cư sĩ thôi đó, mà nhân duyên thị hiện thành tựu thù thắng ghê. Mình nói người ta là cư sĩ nhưng Bồ Tát, còn mình đâu phải Bồ Tát đâu. Vì muốn là cái gì thì muốn là cái đó thôi. Con người mình muốn mình sao thì mình ra vậy thôi, tùy với vị muốn. Tướng do tâm sanh mà, duyên sao thì tu vậy. Thí dụ như có những lúc như Đức Đắp Y cũng giảng được, bây giờ như Đức Bạn Đồ Lành này cũng giảng được đi, đúng không? Thì cũng ngồi nghe được mà. Bây giờ mấy anh em có lúc Đắp Y, bữa nay lúc Bạn Áo Tràng cũng được thôi. Quan trọng là nghe pháp thôi mà. Bạn nghe được không? Bạn áp dụng được không mới là quan trọng, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó này mới là quan trọng nè. Đó. Nên từ nơi đó mà nay Bạn Đồ Lam thấy đẹp trai quá trời. Có nhiều anh em nói nay Bạn Áo Tràng nó mát, thời tiết mưa gió Đắp Y rồi đi nó lợp thộp dính bùn sình tùm lum. À, Bạn Áo Tràng mát, nay tôi cũng Bạn Áo Tràng cho nó mát. Bây giờ nhân đức hỏi quý vị là quý vị nghe pháp á, là quý vị nhìn ông thầy hay là nghe pháp? Thấy không? À. Nếu giờ mình là mình nhìn ông thầy Đắp Y thôi á thì đâu có lợi ích, mà mình quan trọng là nghe pháp. Mấy ông thầy đó ông giảng pháp cho mình nghe được lợi ích là được rồi, quan trọng là quý vị được kết quả thôi, hiểu chưa? Còn ông thầy cũng hiện tướng sao chuyện của ổng, đúng không? À, giống như Hòa Thượng Hải Hiền, ngài đang tu trên núi vị ngon lành, tự nhiên ta lại đập chùa, phá chùa, đập tượng Phật thờ chiến tranh, xong bắt ngài vô đội sản xuất, bắt ngài hoàn tục. Ngài nói rằng tôi vô đội sản xuất cái làm cái gì tôi cũng làm được, nhưng mà cái chuyện hoàn tục hay không hoàn tục là cái tâm của tôi. Mấy ông có bắt tôi bằng đồ đời thì tâm tôi xuất gia vẫn là xuất gia, dù cho tôi nhập cảnh nhập duyên nhập đời nhập đạo, đạo hay không là do chuyện của tôi, đâu ai cản được tôi đâu. Chỉ cần tôi mộ đạo thì ai mà cản được tôi bỏ đạo, còn tôi mà không mộ đạo tôi có bằng y tôi cũng bỏ đạo. Cái tâm trạng là cái quan trọng, phải không? Cái này mấy em nghe để ý nè, câu đó mới quan trọng đó. Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền thành tựu được đó, duyên đặc biệt chứ. Khi mà người ta đưa lên núi thì được hiện tướng xuất gia, kêu bỏ núi bắt vô đội sản xuất thì hiện tướng cư sĩ bình thường. Người ta hỏi ngài lúc đó có niệm Phật được không? Nói chứ quần chúng mà thời điểm đó sao niệm Phật, nhưng mà tôi niệm trong tâm ai cản tôi. Niệm đó mới thèm á, là do gì không ai cho mình niệm thoải mái nên mình mới thèm niệm. Nên ổng nói khi mà đi chăn trâu thì thang hồ mà niệm, có ai mà đi theo canh đâu. Khi mà đi chăn vịt thì niệm, còn hoặc là thả trâu cho nó ăn cỏ, còn mình thì ngồi tảng đá niệm Phật chứ. Nó cái tu gì đó mà cuối cùng ta để là toàn thắng xá lợi. Còn mình bây giờ dữ dằn quá mà cuối cùng không để là cái giống ôn gì hết, đúng không? Nên những đức nói các anh em á, cuộc đời mấy anh em đi tu
Mấy anh em mình nè, mình nói anh em mình đây nè, đang ngồi đây nè, các chị em ấy chứ. Cái quan trọng của cuộc đời chúng ta là chúng ta đến với cuộc đời này và chúng ta làm một cái gì đó trong cuộc đời này, ý nghĩa. Bây giờ mấy anh em ở ngày thương yêu lo lắng các cụ già, ý nghĩa quá. Nhưng Đức mong rằng là tất cả các huynh đệ anh em mình cùng đi với nhau trên con đường này. Nhưng Đức mong mấy anh em mình sống thật lòng, bằng cái tấm lòng chân thật mình đến với nhau, với con người sống nhiệt tình. Nhưng Đức thấy rằng mấy anh em thấy những Đức đơn giản thôi, mà người ta đến với Đức nhiều là do gì? Người ta phải cảm được chứ. Chứ không lẽ người ta về đây mà người ta buồn, người ta giền chi? Không được lợi ích gì giền chi. Có nãy có cô gặp những Đức, cô ở xa, cô đến cô gặp những Đức, cô mừng. Mà cái này là nhiều người lắm, rất là nhiều người. Cô gặp cô lợi, cô nói: "Ôi trời ơi thầy, ôi thầy, xin nắm tay thầy một cái coi thôi. Nghe bao nhiêu năm nay mà bây giờ mới gặp mặt thôi, có nhìn mặt cái con." Nhìn Đức nói mặt nè, nhìn. Thấy chưa? Xong anh nói: "Ôi trời ơi trời, đâu có hô gì mấy đâu, sao cứ nói hô hoài vậy trời." Thấy chưa? Thấy rồi, người ta thương là ta thương à chứ. Nó xấu xí gì đẹp gì, thương là thương à. Nó thương người thương cả lối đi mà. Nên những Đức thấy rằng là cứ khi mà mấy đứa nít mà nó quý những Đức, mà những Đức kia là fan hâm dọ. Nó gặp mình những Đức mà nó chạy làm nè. Ta làm vậy đó. Ông nó mới mấy thì nó bị chưa thấy cái lớp đạo làm con những Đức giảng thứ bảy đâu. Đức giảng xong là con nít mà đi lụm chụm, rồi con nít mà đi hơi nhanh một chút là nó chạy lên là nó ôm chân những Đức 7-8 đứa. Nó đeo vậy đó. Không biết làm sao nó thích những Đức vậy đó. Nghe thấy không? Con người mà sống vậy nó vui cỡ nào quý vị? Sống mà già trẻ bé lớn nít bd cũng thích chứ là ngon. Sống mà người ta thương mình là mình thấy mình hạnh phúc rồi đó quý vị. Nên những Đức mong rằng các anh em mình đây là nhân viên đặc biệt cuộc đời mình đi tu. Mình phải làm cái gì để ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà những Đức thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời chúng ta là chúng ta được thương con người và nuôi con người. Mà nuôi người niệm Phật đó mấy anh em, quá ý nghĩa luôn. Mấy anh em không phải là mình đi vô đây mà mình sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng, không phải. Đây là mấy anh em có ý nghĩa quá rồi. Nên mình nên làm cái gì ý nghĩa trong cuộc đời. Con người mình đi tu, nhưng mà ít gì mình cũng có cái tâm có nghĩa khí một chút xíu. Cái đạo làm người đến với con người với nhau. Mình đừng có bao giờ có cái tính mà mình chơi trước mặt thì cười mà sau lưng thì trọt. Chơi vậy nó sâu lắm, sâu hơn con gấu nữa. Hiểu chưa? Không, tôi nói thiệt nghe, cuộc đời tôi không hiểu gì nhiều nghe. Nhưng tuyệt đối tôi không có dạy mấy anh em vậy nghe không? Người mà đi theo tôi là tuyệt đối. Mình sống với nhau, mình hết lòng hết dạ. Phật tử người ta đến với mình, người ta lo lắng cho mình, người ta về chùa tu mình nhiệt tình với người ta. Chứ không có bao giờ dụng ý rằng là mình gần gũi người ta, mình lợi dụng, mình nói chuyện ngọt ngào, mình xin tiền bạc gì, người ta không có lợi dụng ai chứ. Mình sống bằng cả trái chim. Đúng không? Vậy là nó quá đặc biệt rồi mấy anh em sống vậy đi. Nhà Đức nói cả đời mấy anh em vui lắm á, cực kỳ vui luôn, dù cho hiện tướng cảnh gì sao cũng vui chứ. Tại vì đời người đi qua mau lắm, nên cuộc đời ngắn ngủi có là bao. Con người mà cứ lao theo vật chất để rồi mình khổ. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn? Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải nhận thức. Khi nhận thức rồi thì cuộc sống mình đặc biệt dữ lắm, nó thiệt luôn. Bây giờ xuất gia hay cư sĩ gì cũng ý nghĩa trong cuộc đời. Mình thấy bây giờ chùa mình sắp sửa lễ lọc, nó về ào ào, đấy là cơ hội mình được phục vụ chúng sanh. Mình niệm Bồ Tát là niệm cái gì? Là niệm tự tánh Bồ Tát. Để có người mình hành hạnh của Bồ Tát. Chứ đâu phải mình niệm Bồ Tát xong rồi mình không có thương ai. Bây giờ thí dụ như mỗi ngày mình niệm Phật, mình niệm Bồ Tát, mỗi ngày mình tụng kinh, mỗi ngày mình trì chú. Không lẽ mình tụng kinh trì chú xong rồi bắt đầu là mình gặp người ta mình cười, cái sau lưng người ta mình chọt. Không lẽ mình chơi gì? Chơi gì thì lương tâm mình nên xem lại, không lẽ thầy mình dạy mình gì? Đúng không? Không có thầy nào mà dạy mình gì chứ. Mà nếu như mình mà có nhận thức, dù là mình chưa học đạo mình cũng không sống gì nữa. Những Đức ngày xưa ngoài đời, những Đức thiệt nghèo nghèo nha, nhưng anh em có một xị rượu cũng cốc cốc ken ken nhau chơi, thấy đặc biệt ghê. Trang Như Đức nó thật sự chơi bạn bè ngày xưa ngoài đời kìa, vì chưa biết đâu. Những Đức chơi á, có tiền chút xíu điện bạn: "Bạn ơi, bữa nay có chút đỉnh tiền, lỡ tay tôi bào
Thằng bạn nó là để phụ miếng. Họ khỏi. Tao này có tiền, tao bao cho. Mai mốt tao có tiền, mày bao tao. Nó thấy cuộc đời sao mà đó là chưa biết đạo vậy chứ, mà sao chơi nó có cái tình nghĩa khí gì ngộ ghê. Mà con người sống nên có cái này một chút, quý vị ưu. Nên có cái này một chút. Chứ đừng có vô đạo mà buông xả nghe, xả bậy. Xả gì xả chứ sao xả đạo đức làm người. Xả gì xả chứ sao mà xả cái tình người được. Trời ơi, mình sống. Thật sự mà nói tôi giờ tôi không biết gì nhiều, nó cảm ơn cảm gì, nhưng mà tôi nói thật sự, tôi đi đến chùa Hòa Thượng tôi hết lòng hết dạ đó. Cực lực hết mình luôn, 10 năm nay tôi ở đây. Ngày xưa 5 năm tôi trên kia tôi nói là có khi nó thiệt muốn ho ra máu luôn. Tôi làm việc ngày làm đêm tôi làm kinh khủng luôn. Rồi đưa tôi đi thì tôi đi, xuống đây 10 năm tôi nhiệt tình hết mình luôn. Vì đi hỏi Hòa Thượng 10 năm nay Nhật Đức ở đây, Nhật Đức có làm phiền Hòa Thượng cái gì mà quá đáng không? Tuy là có những khi mình đệ tử Hòa Thượng nói mình có những cái mình không hiểu, mình không có biết nghe hay sao, nhưng mà thật sự mình không có muốn làm cái gì mà cho Hòa Thượng mà phải bận tâm quá đáng. Nhưng không có không muốn gặp Hòa Thượng mà nói này nói kia cho Hòa Thượng bận tâm. Con người mà ai cũng có cái sai, chỉ cần chân thật mình cố gắng thì từ từ mình sửa đổi tốt, quý vị ơi. Nhưng Đức nói con người mà không sai thì sao tu? Mình sai mình mới tu. Mới tu mà. Có những người ta tu mấy chục năm mà ta vẫn còn sai mà. Hiểu không? Nhưng mà sống làm sao cho nó đặc biệt một chút. Ví dụ như mình sống, ví dụ anh em ở đây sống gì? Ở đây những Đức lo cho mấy anh em hết lòng hết dạ. Sống với nhau chơi có tình có nghĩa. Mà như Đức chơi thiệt tình có nghĩa thiệt mà. Ví dụ như nãy sư cô kia té bị bể đầu gối đi mai, những Đức nãy lên thăm, nó không sao đâu cô. Nghiệp nặng báo nhẹ nghe. Đúng là díu âm phục vụ, hôm nay bể đầu gối nằm nghỉ chơi tùy hỷ. Thế sao giờ? Bể đầu gối là tùy hỷ là sao? Bây giờ con muốn phục vụ chúng sanh mà giờ té bể đầu gối rồi thôi. Mai lại xong rồi nằm nghỉ chứ. Nhà Đức kêu cô Châu mua sữa anh Xu cho cô. Sữa anh Xu. Uống tâm bộ. Tùy hỷ. Cứ nằm đó tùy hỷ. Hiểu không? Vậy là xong rồi. Tự tại ghê không? Đó. Mình sống với nhau. Con người sống với nhau. Con người với con người. Tu cũng tu gì không biết. Nhưng đừng có chơi cái trò dắt chanh bỏ vỏ. Sống vậy nó hèn lắm. Không có đặc biệt quý vị à. Thật sự mà nói con người mình chỉ cần mà có tư tưởng sống có đạo đức. Mình đi đâu cũng được hết chứ quý vị. Người ta cũng thương mình à. Thật sự luôn á. Vì đi đâu người ta đều thương quý vị hết trơn á. Nói thiệt, những Đức nói ngày xưa 5 năm trên kia. Nhiều người thương những Đức lắm quý vị ơi. Nhưng Đức đi phải đi bằng đêm á. Vì bằng ngày các cụ chịu không nổi. Thầy kêu thôi ông đi 3 giờ sáng đi, tôi lên lấy xe lên rước đi. Sống tình nghĩa mà. Thọ mình nói cái gì mình nói thẳng thẳng, nhưng mà mình chơi với con người chơi nhiệt tình quý vị. Thật sự Phật tử người ta đến những Đức cũng do nhiệt tình mà ra. Nên những Đức chơi với Phật tử mà nói là tính ra là 10 năm chờ mà có đổi Phật tử gì đâu. Lại chùa tu suốt không có đổi. Không có thăng nhiều nhưng mà không có đổi. Còn chơi với anh em thấy không? Hồi xưa xuống đây mấy anh em còn y nguyên mấy anh em. Còn những ông không cùng chí hướng thì không đi đâu, kệ ông chứ. Nó, rồi sống với mấy anh em, những Đức có gì mấy anh em cũng có cái nấy. Anh em huynh đệ nhau, thương yêu nhau. Rồi mấy chú cư sĩ cứ khi ngồi ăn chung đủ nhau, vui quá trời. Cuộc đời vậy hạnh phúc gì bằng. Danh lợi chi cho cảm thấy xa lánh nhau. Con người mà chỉ cần sống sao mà thấy gần gũi là hay rồi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.